Chào cả nhà đến kênh Hưng Ngọc Vlog nha. Bữa nay mình làm bánh chuối cả nhà. Bữa nay chuối mình chín nha. Bữa mình làm chuối sống chiên, này chuối nó chín nhóc chừng nè. Mình có mua bột gạo nha cả nhà, với dừa. Bữa nay mình làm màu nha cả nhà. Mình làm màu xanh với màu vịt tôm nha cả nhà. Để coi nó ra cái màu làm sao nha. Đó, bữa nay mình có đầu tư cái chậu bông chặt báo nha cả nhà. Bông của cậu Út ý chồng đó. Chuối này cũng vừa chín tới chỗ mùi lắm nha cả nhà. Cái này còn mặn món gì nữa ta? Món món nè. Vậy còn dữ lắm chuối, mình còn nguyên một buồng chuối luôn nha cả nhà. Chuối sao? Chuối chân. Này có trái thì mềm nha, còn có trái thì còn hơi cứng cứng nha. Nhưng mà chín hết rồi nha, chín đều, cũng chín đều hết rồi. Nè. Cái này là ba trái dính chùm luôn nha. Này sinh ba luôn nha. Đó. Đẻ nó ra luôn. Dọn hồng cho tiếp cả nhà xem nha. Đây là pha màu này cả nhà. Dầm cho nó ra màu nhiều chút xíu nha. Mới khoan chút nước thôi. Chút nước nó đậm lắm. Đậm như nó ra ngoài kia rồi. Để cho nó ra màu cả nhà. Chuẩn bị mình đi pha bột nha. Đây bột này vô hả? Cái hộp gì ta? Có khi nào trong bột không có đá không ta? Đây cục đá chứ cục gì? Cũng có đá nữa ha. Cục đá. Mình để thêm cái bột bột này nó như thế này. Bột nó cũng là bột. Đây cũng là bột gạo nha. Nếu mình làm bánh còn á. Cái này mình lại luôn. Bánh cũng làm bánh chuối nha. Không biết. Làm hồi nào cũng muốn. Quý à. Sẵn mình mặn cái nhà để lâu một. Nó làm chuối chiên chứ gì. Pha nước nha cái nhà. Nước đó. Hồi nó cũng nhuyễn nha cái nhà. Để nước nhiều đi. Mình tính lấy bao tay nhưng mà mình làm trộn bột rồi trộn bằng cái bao tay khó lắm nè, dính vô bao tay chưa. Chuẩn bị mình bóp chuối nha nhà, bóp cho lẹ nè. Bóp thì mình thả vô trong cái bột luôn. Thay bột mình bị xong nè cả nhà. Rồi chưa cái trứng này nó chưa có mùi lắm nên mình bóp hơi ra thôi, còn hơi thì trứng rồi. Đừng hết hết lực ra bóp cái trứng. Bóp nát cái trứng. Thank you.
gì lắm luôn. Mình thả chuối vô ngay cái nhà, chuối mình bắp nhuyễn rồi. Rồi đó mình chiên ra màu ngay cái nhà. Đây. Bao chặt bá luôn nha. Vậy mình chế đường vô luôn ngay cái nhà. Cái này lần đầu mình tự mình làm mình luôn á. Coi coi nó ra làm sao nha. Để đường vô. Rồi mình để đường vô đó nha. Mình đem cái máy sao mình vừa ăn thôi nha cả nhà. Dặn muối vô. Dặn miếng muối luôn nha. Dừa. Ổn nha cả nhà. Nghe cả nhà. Nó dặn mới vậy. Chia nha. Chia màu á. Thả cái màu vô đi cái nhà. Đó, cái màu đó. Chắc là không lên màu đâu. Mình trộn mình thử nghe cái nhà. À. Hay hơn nghe cái nhà sợ nấy nha. Để nhiều nước thì sợ nấy nha. Giờ mình làm nghe được 3 màu nghe cái nhà. Một màu xanh, một màu này màu gì cũng biết nữa, nhưng màu truyền thống nha. Cái màu này là màu kiểu đất cam hay là màu gì mà nó lên trên điện thoại nó là màu vàng. Chuẩn bị mình đi nấu nước cốt đi nè. Đường nữa chưa? Lẹ à? Nó hồi để sao? Để dặn miếng miếng. Để gì? Có để màu hả? Hay là để làm màu luôn nha cái nhà. Nước biển. Nước biển nha. Mình thêm dặn thêm rồi tí muối nha cả nhà. Tí muối ngon thêm miếng đường nữa nè. Đậm đà cũng ngon nha. Cái này mình làm không có hành nha cả nhà. Mình để cái nồi nước sôi rồi mình hấp chuối nha. Chuẩn bị mình để vô ngay cái nhà. Để miếng bột cho nó sánh cốt dừa nha. Rồi vậy được nha. Điều lên cái đi hay á. Nhưng mình hạ ra xuống chút xíu nha. Này chuẩn bị mình hấp nha cái nhà. Cái màu xanh mình để ở dưới á. Bánh trứng nè cái nhà. Đây cái bánh màu xanh nha, màu tím. Cực kỳ chưa.
Cái này nặng chặt luôn. Còn nó ra luôn nè cả nhà, ngon chưa? Gì đó gọt vô. Thành phẩm nhìn mắc cười nha cả nhà. Màu xanh lên màu tím nha. Này màu đỏ lên màu cam. Lạ ta. Cái điện chuẩn bị mình cắt bánh ra trước nha cả nhà. Cũng dài lắm ha. Ngon nha cả nhà. Bự á. Cái gì chứ miếng vừa vừa thôi. Nó quảnh nè. Sao bột mình làm nó quảnh luôn ta. Không dính luôn. Ngon dữ à. Phải bánh chuối không? Bánh chuối đó. Sao kịp không? Thôi xích nhỏ xuống một chút xíu nữa. Nhìn nó giống vuông hơn là xéo. Ghê bánh chuối không? Nhìn lắm quá. Chuẩn bị ra màu tím này cả nhà. Hồi nãy mình để trên cái mâm. Cái mình rót nước cốt cho mình chấm ăn nha. Rót nước cốt vô ngon lắm. Ngon lắm. Thì cái bánh này hợp với nước cốt nè. Bánh mới nè cả nhà. Cái bánh này quá. Cái bánh này của Út bữa nè, nó không có dày đâu, đổi tại ai nè. Cái bánh của chị chắc cô không có dày đâu. Không. Nè cái bánh. Lỗi là ai? Út gì đó hi. Bánh nào nhìn nó cũng ngộ lạ hoặc là cả hơn cái chứ à. Còn nào có dày lắm đâu. Còn đâu có. Nè cái nhà cái bánh. Ở bên đây nó dày hơn. Cái bánh nó không có dày lắm đâu nha cái nhà. Đây. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái bánh. Bên đây nó bị. Người ta đổ chừng chục cái, mình đổ được cái 6 cái nha cả nhà. Nên nó dày như vậy. Mẹ rửa tay. Mời cả nhà ăn bánh chuối rồi luôn nha. Mời cả nhà ăn bánh chuối à. Chào cả nhà ăn bánh chuối rồi. Bánh chuối khéo nè, có in dấu mà lum nha, là nguyên là trái. Có in hình trái chuối. Hình trái chuối rồi. Phải là có chú ăn cơm. Mời cả nhà ăn miếng bánh chuối nha. Mời gì không gấp mời cho nó con. Mời đi, gấp đi. Mời cả nhà ăn bánh, bánh chuối với bà Út nha. Giống bánh lên mít. Mời cả nhà ăn bánh chuối với mình cả nhà ơi. Rồi sao nè. Sao sao nè. Như bánh lên mít vậy đó. Mời bà có chú ăn với con nha. Cái đó bánh gì? Bánh chuối. Màu gì ấy? Màu cam. Màu cam, cô biết luôn ta ơi, giỏi quá. Bánh chuối rồi nha. Màu cam. Màu này màu gì? Màu này màu gì? Màu trắng. Màu này màu trắng nha. Màu này màu gì? Giới thiệu lại cây, giới thiệu lại cây. Màu bông. Mới nói rồi không biết. Màu này màu gì? Cái này là cái bông nó làm ra nó màu bông. Bông. Màu xanh. Màu xanh. Xanh đậu biết. Để ăn đi. Cái nó màu bông á. Nhìn nó cũng cam cam đó. Khỏi dạ. Đổi luôn.
Ăn đi con, bận bật chú ăn đi con. Ăn dưới đi, bà cóc bà hết nỉ rồi. Hồi trước y ăn chấm hết luôn nè. Hôm qua nó hẹn quá. Y ăn hết, không không biết rồi bà ba miếng nhà hết nè. Ăn ăn đi mà trời ơi. Ăn cái chỗ ăn ngon không? Hồi nó bà ba nguyên dĩa luôn cho con nhịn nè. Hồi nó bà ba lấy nguyên dĩa này nè. Cái bà ba chứ. Gì thì con giết đi. Tôi ăn giết. Mà cái nhà nha. Hôm nay cái tâm mới dễ mà ghim ý. Cái nhà của mình cái nhà. Cái nhà muốn cái con nhà ơi. Chắc đâu trong nhà quá. Tâm ở trên núi á. Sao chú biết chú nó ngồi không? Ăn đây có miếng vàng mơ kỳ quá. Ngon ý? Ngon chứ cái gì. Sao? Ăn sao? Ngon sao? Nó béo, ngọt ngọt. Nó béo ngọt ngọt. Chú một. Chú một ngọt. Một điểm chậm. Mười điểm. Không có 1 điểm mà. Mười điểm. Nhưng biết là cái này là cái gì không? Biết rồi mà có 1 điểm mà. Cái này là gì? Lai đó. Cung cấp. Bậy. Chặt rồi con. Chứ gì không? Có lá cái gì không? Có lại gì không? Đặc sắc. Thôi nè. Bậy bạ không? Không có nói gì. Bậy mình nói lớn không? Ông bà cô chú cần chết. Có chừng bữa này nước lên nhiều rồi cái nhà ai. Nó cặp bà. Nên vô. Con chở ui ui kìa. Ăn ngủ rồi. Mẹ em mới ớt ăn vừa. Thôi đừng có cào rau quá, ăn nó ăn đi nè. Nó tầm ăn nữa. Là có ăn đỡ trung trung. Ừ. Có ăn đỡ tầm trung. Ớt ai mà luôn, tao lại mà luôn lý rồi. Ê ai nè. Nó, bà có bên kia luôn, bà có lại. Không ai? Cái chén đi vừa. Mày này ai nữa? Ý. Ý ăn đỡ trùm giùm. Ý ăn lỗ tùm lum kìa. Ý ăn ấy dơ. Ý có dao. Nè. Thôi ơi, Ý ăn lỗ tùm lum chân ơi. Ngồi có gió mát thôi á. Lỗ tùm lum. Mày cái nhà ăn với mình miếng nữa mình chết thích video nghe nha. Ăn với bà út miếng nữa nghỉ ra cả nhà. No. Bà út no hả? Ừ, bà út no rồi. Ở bà ngoại mày no chưa? No rồi. Đổ bà hết mâm rồi. Rồi, rồi mẹ no chưa? No rồi. Bà cóc? Không hết nói rồi. Bà có ăn hết nữa rồi. Kỹ. Kỹ có ăn đâu no. Sợ luôn. Ít phát. Mình kết thúc video nghe cả nhà. Cả nhà cứ quý kênh cho mình một like, đăng ký kênh nha cả nhà. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Chiều gặp lại. Bye bye cô chú kìa. Bye bye cô chú kìa. Bye bye cô chú mày gặp lại nha. Chiều gặp lại.